Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Mr. Zero. Ngày Kylian Mbappe lần đầu đối đầu với Ronaldo, Mbappe đã nằm trong tầm quan sát của Real Madrid từ hè năm nay. Thậm chí đội bóng Tây Ban Nha còn tuyên bố sẽ trở lại thương vụ này trong hè năm sau. Tuy nhiên, rất có thể Real Madrid sẽ gặp phải một đối thủ cạnh tranh đáng gờm khi Liverpool được cho là sẵn sàng trả 250 triệu euro để chiêu mộ tài năng trẻ này. Bất kỳ đội bóng nào cũng muốn có cậu ấy, chúng tôi cũng vậy thôi. Nhưng vấn đề tất nhiên là tiền, rất nhiều tiền. Chúng tôi đang ở vị thế tốt với tầm nhìn dài hạn. Dù vậy, vẫn không dễ để Liverpool có thể cạnh tranh mua Mbappe. Cùng xem lại clip ngày Kylian Mbappe lần đầu đối đầu với Ronaldo nhé. Và Kim Trinh xin chúc cho tất cả các bạn có một năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Gol di Ronaldo, arriva a sostegno Matuidi, Ronaldo si accentra, prova il destro giro, rete, Cristiano Ronaldo. Gol di Ronaldo, arriva a sostegno Matuidi, Ronaldo si accentra, prova il destro giro, rete, Cristiano Ronaldo. Sì! Khoảng 4 năm trước, khi Kylian Mbappe xem Cristiano Ronaldo nâng cúp vô địch Euro 2016 tại phòng khách nhà mình, tiền đạo trẻ sắp chinh phục thế giới này chỉ mới bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp tại AS Monaco. Mbappe đã có mùa giải đầu tiên tại AS Monaco với kết quả bất ngờ. Chàng trai trẻ cùng với câu lạc bộ của mình đã lọt vào bán kết UEFA Champions League mùa giải 2016-2017 và đồng thời cũng giành được danh hiệu League One. Đến mùa giải tiếp theo, Mbappe đã là thành viên của một nhóm đầy các cầu thủ ngôi sao khi trở thành một phần của Paris Saint-Germain. Anh còn chưa ý thức được ảnh hưởng to lớn của mình ở thế giới túc cầu này trong vài năm tới. Khi xem thần tượng nâng chức vô địch sau khi đánh bại Pháp, có thể thấy được cầu thủ trẻ đã rất thất vọng. Mong muốn giúp đỡ đội tuyển quốc gia của mình trong trận chung kết đó là điều không thể, nhưng tương lai chắc chắn sẽ có cơ hội được phục thù. Kylian chưa bao giờ phủ nhận rằng mình là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Cristiano Ronaldo. Điều đó được chứng minh qua bức ảnh chụp chung với cầu thủ người Bồ khi còn trẻ hay những tấm affiche Ronaldo được dán quanh căn phòng của Mbappe. Có lẽ khi đó, Kylian sẽ chẳng tưởng tượng được rằng có một ngày anh phải thi đấu với Ronaldo trong tương lai gần. Và cuộc chạm trán đầu tiên đã đến. Cristiano Ronaldo và Kylian Mbappe đã gặp nhau ngay trên sân cỏ lần đầu tiên với tư cách là đối thủ. Thời điểm ấy, ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn còn khoác áo Real Madrid và sắp sửa giành chức vô địch thứ 3 liên tiếp cùng Los Blancos. Còn Mbappe đang trải qua mùa giải đầu tiên tại PSG và họ phải đối đầu với Real Madrid tại vòng đấu loại trực tiếp của Champions League 2018. Ronaldo là người hùng từ thời thơ ấu của tôi, nhưng tôi là một đấu sĩ, giàu khát khao, chỉ muốn một thứ duy nhất là chiến thắng. Khi còn nhỏ, tôi từng ngưỡng mộ Ronaldo, nhưng giờ thì không. Tôi sẽ đến Bernabeu đánh bại anh ấy, cùng PSG mang chiến thắng trở về. Đó là những gì tiền đạo trẻ người Pháp phát biểu với truyền thông trước cuộc gặp gỡ ở lượt đi. Có lẽ đây chính là minh chứng cho câu người trẻ thường không biết sợ là gì. Trận lượt đi ngày 15 tháng 2 năm 2018, không quá nhiều người tin thầy trò huấn luyện viên Zidane sẽ có được một kết quả khả quan. Dù được thi đấu trên sân nhà Bernabeu bởi đối thủ của họ là PSG, một đội bóng đang đạt phong độ cực cao với tam tấu hủy diệt Mbappe, Cavani, Neymar. Thế trận khá cân bằng và PSG chỉ có được bàn mở tỷ số ở phút 33 của trận đấu. Từ pha cân ngang của Mbappe, bóng bị hậu vệ Real lóng ngóng phá ra trúng chân tiền vệ Adrien Rabiot. Dĩ nhiên, cầu thủ này không bỏ qua cơ hội từ trên trời rơi xuống.
sang đầu hiệp 2, PSG là đội chơi ép sân hơn và suýt chút nữa đã có bàn thắng sớm khi Mbappe bật tường đầy ăn ý cùng Neymar trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc từ cự ly 11m. Nhưng đáng tiếc, tài năng của thủ thành Navas đã cứu thua cho Real Madrid. Đó cũng là pha bóng đáng chú ý nhất trong những phút đầu hiệp 2, bởi thế trận về sau đó diễn ra khá chậm và không có nhiều những cú dứt điểm từ cả hai đội. Kylian Mbappe đã không ghi được bàn nào trong cả hai lượt trận Champions League khi trực tiếp diện kiến với thần tượng Cristiano Ronaldo của mình. Dù rằng ở những phút cuối cùng, anh cũng có thêm pha dứt điểm trong vòng cấm địa, tuy nhiên vẫn chưa thể vượt qua được thủ thành của Real. Trận lượt về ngày 7 tháng 3 năm 2018. Ở trận lượt về, khi tiếp đón Real Madrid trên sân nhà công viên các hoàng tử, PSG hiểu rằng chỉ có tấn công mới giúp họ đảo ngược tình thế khi thua nhà đương kim vô địch Champions League 1-3 ở trận lượt đi trước đó. Thế nhưng có thể nói, PSG còn ngây thơ trên sân chơi lớn. Ngoài việc có tiền, đội bóng thủ đô Paris không thể hiện được giá trị đặc biệt nào về mặt chuyên môn. Họ thua ở lượt đi vì kém bản lĩnh và điều này một lần nữa diễn ra trên sân nhà. Đội bóng nước Pháp chịu thất bại 1-2, qua đó bị loại khỏi Champions League với tổng tỷ số 2-5 sau 2 lượt trận. Real Madrid vượt trội PSG về đẳng cấp, đồng thời đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn có một vũ khí quan trọng, Cristiano Ronaldo. Không cần phải nói, Ronaldo đã chiếm thế thượng phong lần này với 3 bàn thắng trong 2 trận đấu để loại bỏ gã khổng lồ Pháp. Cuối hiệp 1, PSG có một pha đánh biên từ hai cánh đáng chú ý, nhưng cú sút của Mbappe đều không thể làm nên chuyện. Kylian vẫn còn rất thiếu kinh nghiệm và anh thậm chí còn không tạo ra sự khác biệt. Huyền thoại của MU, Rio Ferdinand đã nhận xét rằng ngày hôm đó Mbappe chơi bóng đúng với độ tuổi của mình, một đứa trẻ, hay như ý kiến của Lampard. Mọi cầu thủ lớn đều có một trận đấu hơi sớm trong sự nghiệp để nhận ra sự khác biệt về đẳng cấp và đây là những gì Mbappe chứng kiến ngày hôm đó. Một ngày không phải đẹp trời khi đối mặt với những hậu vệ hàng đầu và chẳng cho anh bất kỳ khoảng trống nào. Rất nhiều điều đã xảy ra sau mùa giải đó. Kylian Mbappe ngày hôm nay đã là một cầu thủ rất khác. Chỉ vài tháng sau khi thua trận đấu loại trực tiếp với Ronaldo, cầu thủ người Pháp đã ghi danh lịch sử với một màn trình diễn bất ngờ tại World Cup 2018. Tuy nhiên lần đó, anh không còn đối mặt cạnh tranh với thần tượng khi tuyển Ronaldo bị loại bởi Uruguay tại vòng 16 đội.
trận đấu Bồ Đào Nha với Pháp trong trận đối đầu bảng F Euro mùa hè tới chắc chắn sẽ lại là một ngày đáng nhớ cho lịch sử bóng đá thế giới. Đây sẽ là một thời điểm mà chúng ta sẽ thấy liệu thế hệ mới có thể vượt qua thế hệ cũ, liệu rằng cuộc đối đầu giữa Ronaldo và Mbappe lần này sẽ đem đến những khoảnh khắc hấp dẫn đáng mong đợi. Chúng ta hãy cùng chờ xem trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.